Nấm mối là loại nấm tự nhiên có giá trị dinh dưỡng cao. Do phát triển trong môi trường tự nhiên nên nấm mối không thể nhân giống và trồng như những loại nấm khác. Vì vậy giá bán khá cao. Nấm mối hiện đang vào mùa, ghi nhận vào sáng nay 21 tháng 6 tại chợ Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Nấm mối được nhà nông dân trên địa bàn thu hái đem ra chợ bán với số lượng lớn. Nấm mối đầu mùa thường có giá khá cao, nhưng nấm được tập kết về chợ Đất Đỏ khá nhiều nên giá cũng mềm hơn. Giá nấm bút 550.000 một ký, nấm mới nở 350.000 một ký và nấm bung 250.000 một ký. Với mức giá mềm này, khu vực bán nấm mối ở chợ Đất Đỏ thu hút khá đông người mua bán. Nấm này tôi đi nhổ từ trong rừng ra, rồi từ ở sương mộc về. Nấm nó có 3 loại: nấm búp là 550. Nấm dù thì 350, nấm nở thì 250. Cũng được, bán cũng chạy. Nấm mối thường mọc vào thời điểm từ tháng 5 đến tháng 7 âm lịch. Năm nay, do thời tiết thất thường, nên mùa nấm mối đến trễ hơn. Mặc dù giá khá cao, nhưng một năm mới có một lần. Và cũng vì giá trị dinh dưỡng cao, nên nấm mối được nhiều người lùng mua. Nông dân Đất Đỏ nói riêng và các địa phương trong tỉnh nói chung, vì vậy có thêm thu nhập.